Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Thủy sản 365 nhé. Trong video hôm nay em sẽ đi quay cho các bác cái mô hình nuôi cá rô đồng, rô đầu vuông đấy, trên bể lót bạt. Một cái mô hình mà đây có diện tích khoảng chưa đến 10 mét vuông. Mô hình này hình như mọi năm trước em cũng đã quay cho các bác xem rồi thì phải. Nó vẫn đang nằm trong khuôn viên resort chăn nuôi của em. Đây, bên này là dãy trùng ếch này. Bên kia làm cái dàn mướp này. Đấy. Các bác có nghe ếch kêu không? Để em im lặng cho các bác nghe nha. Đấy. Đây đấy, các bác có thể nhìn thấy cá đây chưa? Đó, em lấy ít cám lên cho ăn, không biết nó có ăn không nhá, vì đang trời đang rất là nắng. Đấy, cho một ít viên vào đấy, không biết nó có ăn không. Chắc nó không ăn. Đấy đấy. Nó bắt đầu lên ăn đớp 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 rồi các bác. Cho ra ngoài một ít nhá. Đấy đấy, lên ăn rồi đấy. Đấy, các bác nhìn mê chưa? Đấy. Cá rất là to rồi các bác nhá. Cá trong này phải một lạng rưỡi đến hai lạng một con rồi đấy. Mô hình khá đơn giản nha các bác nhỉ. Bác nào thích mô hình này thì đừng quên bấm vào nút like chia sẻ video nhá. Em sẽ hướng dẫn các bác nuôi nhá. Đấy. Buổi chiều trời nắng như thế này, bây giờ là đang mấy giờ rồi xem nào. Đây, bây giờ là 14 giờ 46 phút rồi. Trời đang rất là nắng này. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang khoảng độ 38 39 độ. Đây là đàn cá. Nước rất là bẩn, các bác nhìn thấy không? Mấy hôm nay em cũng khá là bận, chưa có thời gian thay nước cho cá, nước rất là bẩn. Nhưng được cái loại cá này nó chịu đựng tốt nhá. Đôi khi nước mà các bác làm sạch quá mà đột ngột quá, cá nó cũng chết rất là nhiều. Đấy. Chứ đừng có tưởng là đấy nhá. Có khi bẩn thế này lại sống tốt, mà sạch quá lại chết. Các bác biết vì sao không? Bởi vì là khi mà các bác thay sạch ấy, vì nó đang ở trong cái môi trường nó bẩn bẩn như thế này, nhưng mà các cái chỉ số nó quen rồi. Ví dụ pH, nhiệt độ với oxy, các thứ như thế này nó đã quen rồi. Tự nhiên các bác thay toàn bộ đi, xem các bác đổ một phát nước mới vào. Ví dụ ông đang nhiệt độ đang là đang pH đang đang đẹp, đang khoảng 8 chấm. Mà ông thay cái nước mới vào phát xuống còn 6 chấm. Rồi thì cái gì nhỉ? pH, nhiệt độ thì nước trong này đang ấm ấm này, mình thay nước mới vào nó mát quá. Ví dụ nước này đang khoảng 30 độ, mình thay phát vào khoảng 25 độ. Đấy, nó sốc toàn bộ các cái yếu tố trong môi trường và nhiều yếu tố khác nữa, phù sa rồi các thứ nữa, thì nó làm con cá nó bị sốc bất ngờ và sẽ bị chết các bác nhé. Nên các bác cũng cân đối để chúng ta làm cho nó hiệu quả. Còn cái cá này thì em thả ở đây cũng được khoảng độ 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng một chút thì nó cũng to được như thế. Những cái bể như thế này thì làm ra thường là để chăn nuôi các cái loại cá như là cá rô này này, cá chuối này, rô đồng này, rô đầu vuông, đầu nhím. Đấy, hoặc là một số loại cá mà nó có cái cơ quan hô hấp phụ ấy, hoa khế như cá trê các thứ cũng ok. Thì nó sống được trong những cái môi trường mà nó khắc nghiệt, mức chịu đựng cao như thế này thì nó mới chịu được nhá. Đó, thì trên đây em có một số lưu ý cho các bác như thế. Khá là hay đấy. Con này thì em thả mật độ trong này là khoảng độ 100 con đấy, 100 đến là ông nào thích thì thả 200 con cũng được. Ông nào có kỹ thuật thì thả 200 con nhé, 200 con trên mét vuông này. Đó. Đây em thả 100 con thôi cho nó dễ quản lý. Cái tráng này em làm ra để em giữ, em lọc những cái con to em đưa vào đây này, để sau này em có thể để sản xuất ra con giống xem có được không, tập sản xuất xem. Các bác không cần quan tâm đâu nhé. Còn ngoài này thì chúng ta thả để nuôi thịt. Đó, thì cái thời gian nuôi con này nó rơi vào khoảng độ khi bắt giống về nó sẽ to bằng tầm này này. Thì đến lúc mà xuất bán thì nó khoảng độ 2 lạng một con. Và thời gian nuôi nó kéo dài trong khoảng độ 4 tháng nhé, 4 tháng. Rồi còn đến mùa đông thì chúng ta sẽ nuôi bằng 6 tháng cả. Đó, thì chúng ta có thể xuất bán được đấy. Thì đây là một trong những hình thức nuôi mà em muốn chia sẻ với các bác không có điều kiện nuôi, không có ao hồ thì chúng ta thiết kế các hệ thống bể bạt đấy, như đằng kia em có làm mấy cái nha. Thì chúng ta sẽ nuôi ở trên trên vườn nhà mình như thế này rất là hiệu quả nhá.
Còn về cái kỹ thuật nuôi và các cái vấn đề liên quan các cái dịch bệnh các thứ thì các bác có thể tìm hiểu trên kênh của em nhé. Em cũng đã đăng nhiều cái video về cái ấy rồi, về cái các cái vấn đề liên quan về con cá này rồi nhé. Các bác có thể xem lại, bây giờ chia sẻ ở đây thì nó hơi dài. Đó, hôm nay chỉ giới thiệu bộ qua các bác về cái mô hình này thôi. Đấy, tổng quan khu bể đây. Còn bên này thì em đang nuôi ếch các bác nhé. Đây, cho đi qua đây cho các bác xem ếch. Đấy, đây ếch đây. Đấy, ếch đây. Ok. Rồi, quay trở lại cho ăn một ít cám nữa để em xin kết thúc video ở đây nhá. Bác nào mà cần tư vấn kỹ thuật nuôi con giống thì có thể liên hệ cho bên em theo số hotline trên màn hình nhá. Em xin kính chào và hẹn lại các bác ở những video tiếp theo nhá. Đấy, lên ăn đi. Cá rất là khỏe. Nhìn đã thấy mê rồi các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thấy không? Ok. Xin chào các bác nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.